Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm ca dương tính với COVID-19 ở phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, vào 23 giờ đêm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chủ trì cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh và các ngành liên quan để triển khai các giải pháp phòng chống dịch. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Đình Long, đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Thành ủy Vinh. Theo báo cáo nhanh của đại diện Sở Y tế tại cuộc họp, bệnh nhân tên NDT, nam, sinh năm 1989, có địa chỉ thường trú tại ngõ 95, đường Nguyễn Duy Trinh, khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, là nhân viên ngân hàng tại thành phố Vinh. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6 năm 2021, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ. Sáng 9 tháng 6, bệnh nhân đi khám ở bệnh viện thành phố Vinh, được bác sĩ kê đơn thuốc về nhà uống. Sau đó bệnh nhân vẫn đi làm bình thường. Đến chiều 15 tháng 6, tình trạng bệnh không cải thiện, còn sốt, mệt và nhức mỏi toàn thân nên bệnh nhân đến khu vực cách ly bệnh viện Cửa Đông khám. Tại đây được lấy mẫu dịch tị hầu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 hai lần đều cho kết quả dương tính. Khoảng 17 giờ, bệnh nhân được chuyển lên khu cách ly đặc biệt Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để lấy mẫu xét nghiệm PCR. Đêm cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến, nhận định và đề xuất của các sở ngành, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định đây là các bệnh có mối quan hệ phức tạp trong khi chưa xác định được nguồn lây. Vì thế đòi hỏi các cấp ngành phải vào cuộc quyết liệt, xử lý nhanh và kịp thời. Trong đó ưu tiên số 1 là thần tốc truy vết, xác định các F1 để tổ chức cách ly ngay trong đêm để tránh dịch lây ra diện rộng. Cùng với đó, chính quyền thành phố phải chỉ định điểm cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện vì đây là những người có nguy cơ cao. Lực lượng công an kết hợp với quá trình truy vết F1 và truy vết F2. Để làm được điều này, yêu cầu các bệnh phải khai báo trung thực đầy đủ. Trước mắt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với đề xuất phong tỏa toàn bộ khối Văn Tiến, một phần của hai khối Xuân Bắc và Xuân Nam theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 16 tháng 6 để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm càng sớm càng tốt. Giãn cách toàn phường Hưng Dũng theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Phong tỏa địa điểm ca bệnh từng đến là khách sạn Summer. Khu nhà ca bệnh làm việc tại phường Hưng Dũng, đồng thời thông báo rộng rãi để tất cả người dân đã từng tiếp xúc với bệnh nhân hoặc đến những địa điểm trùng với thời gian bệnh nhân từng đến khẩn trương khai báo y tế với cơ sở y tế gần nhất. Riêng với Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh tại phòng khám từ sáng ngày 16 tháng 6, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao ngành y tế chủ trì làm đầu mối xử lý tốt nhất các vấn đề phát sinh thuộc chuyên môn. Ngay sau cuộc họp, các ngành đã triển khai công việc theo nhiệm vụ được giao.